Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện Ma Bóp, đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Bóng Trắng Sau Trường, Tuổi Đời Mênh Mông của tác giả Thục Linh. Ở tập trước thì cô Huệ nói với lại Khanh là nếu như mà cái lá bùa đã bị cháy thì rất có thể là Khanh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà hiện tại thì Khanh vẫn rất là bình an vô sự, không bị gì hết. Thì cô Huệ lo là những cái người thân cận với Khanh á, cụ thể là bà ngoại sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà bà ngoại cũng không có gặp nguy hiểm gì hết. Nhưng mà Khanh đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ các mẹ và các dì, nói là bé Na là một người trước đây đã từng chơi rất là thân với Khanh, bây giờ là đã bỏ nhà ra đi rồi, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Khi đó cô Huệ ở nhà của ông bà vẫn nghĩ là chắc là mọi chuyện không sao cả, thế là cô Huệ mới đi về. Khanh thì vẫn tiếp tục lái xe đến trường giả vờ như là đi học, nhưng mà thực chất là muốn bắt xe đi lên trên thành phố. Nhưng mà trên đường đi á, Khanh bắt gặp phải một vụ tai nạn ở ngay trước cổng trường, thấy rất nhiều xe cứu thương ở quanh đó, và chúng ta cũng có thể đoán được là rất có thể Na đã đi đến tìm gặp Khanh và đã gặp tai nạn. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Khi đạp xe gần tới trường, Khanh giật mình khi nhìn thấy chiếc xe cứu thương đã đậu ở bên ngoài. Xung quanh, đám đông lại xì xào tán loạn hết cả lên. Lại cái gì nữa nhỉ? Khanh cảm thấy sự ngột ngạt, bí bách trong lồng ngực. Gần đây trong trường có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, khiến cơ thể Khanh trở nên nhạy cảm. Chỉ trong thoáng chốc, Khanh thấy những nhân viên y tế, y hệt như hôm cô Trang tự vẫn, đang đưa một chiếc cán ra ngoài. Khanh cố sức chen vào đám đông đang vây quanh và nhìn vào. Người nằm trên cán còn khá trẻ, phần đầu đang rỉ máu ướt khuôn mặt, tay thõng xuống. Khuôn mặt của người đó vô cùng quen thuộc. Na! Na! Khanh gào lên, chân tay đã run lẩy bẩy. Cô vội vàng xé đám đông đang đứng ở phía trước bằng những động tác dứt khoát. Khanh lao lại phía cán, vẫn gào lên tên bé Na. Em là người nhà cô bé à? Anh nhân viên y tế nam hỏi Khanh. Vâng, vâng, em sao rồi ạ? Giọng Khanh rung bắn lên, họ nhanh chóng đưa Na lên xe, Khanh cũng chui lên theo. Khả năng cao bị chấn thương sọ não nặng, chỉ số bất ổn lắm. Sao lại thế này cơ chứ? Khanh òa khóc, nhìn cơ thể gầy nhỏ của Na nằm bất động trên cán. Nghe nói cô bé vào trường từ sớm, đứng gần khu vực công trường, chẳng may chiếc máy xúc va phải cái cây ở bên cạnh đó. Cành to gãy rơi đổ vào người cô bé, cũng không ngờ vết thương nặng tới vậy. Hóa ra Na tới tìm Khanh thật. Khanh cầm điện thoại bấm máy gọi cho mẹ Dần để báo tin về Na. Mẹ cũng khó giữ được bình tĩnh, báo sẽ bắt xe xuống ngay. Na không có điện thoại riêng nên không thể gọi cho Khanh. Cũng chẳng biết địa chỉ chính xác nhà Khanh, chỉ có nhớ tên trường. Khổ thân con bé. Tới đây lại gặp tai bay vạ gió. Có lẽ nào tai nạn quá ư hy hữu. Sáng nay lá bùa của Khanh cháy, báo hiệu nguy hiểm tới gần với cô hoặc người cô yêu quý nhất. Ai ngờ người gánh cơn thịnh nộ của oan hồn kia lại là Na. Khanh túc trực trong bệnh viện huyện chờ Na được mổ cấp cứu. Chỉ lát sau là mẹ Dần cùng các dì tới, mắt ai cũng đỏ hoe. Nó muốn đi làm, nhưng tuổi còn nhỏ, mẹ không yên tâm nên cấm đoán nó. Ai ngờ nó bỏ đi thật, là tại mẹ hết, mẹ muốn tốt cho nó thôi. Đáng lẽ mẹ phải nhẹ nhàng hơn. Mẹ Dần khóc lóc. Khanh chưa từng thấy mẹ khóc nhiều như vậy. Khanh ôm lấy bà, nước mắt cũng trào ra. Thế nhưng điều tốt đẹp nhất Khanh cầu mong chẳng thể tới. Sau 10 tiếng phẫu thuật, bác sĩ đành phải bỏ cuộc. Vết thương gây hôn mê sâu vào đúng phần não bộ quan trọng, khó cầm máu. Khanh phải nói lời từ biệt cuối cùng với bé Na. Khanh sốc đến thẫn thờ, trong lồng ngực cô nhói lên nỗi đau quặn thắt đến khó thở. Tai như ù đi, chân Khanh khuỵu xuống. Tiếng các mẹ các dì khóc nức lên dội khắp hành lang. Trong mắt cô giờ chỉ còn hình dáng tươi vui của con bé lúc gọi tên cô, lúc tíu tít khoe cô cái này cái nọ, hay là lén giấu đồ ăn mang cho cô. Chị Khanh, chị Khanh. Đôi mắt mờ đục đi vì nước mắt của Khanh chợt nhìn thấy có làn khói trắng mỏng bay ra khỏi khu vực phẫu thuật, khẽ lượn trên hành lang. Na, đừng đi mà. Khanh gào lên. Nhưng làn khói đã tan biến. Giờ đây Khanh chẳng thể nhìn thấy con bé cười, chẳng thể ôm nó thêm lần nào nữa. Khanh xin nghỉ học 3 ngày để lo đám tang cái Na. Cô không ăn, không ngủ suốt khoảng thời gian đó. Lời hứa Khanh muốn thực hiện cùng Na cũng không thể nữa rồi. Khanh cảm thấy dằn vặt, nỗi dằn vặt lớn xé nát cõi lòng cô mà cô chưa từng trải qua. Trước giờ Khanh thấy mình là một đứa vô cảm. Dù có đánh người mình ghét bầm dập chảy máu, cô cũng không thấy mảy may thương xót. Dù có đem lại phiền phức cho những người đã cố gắng giúp đỡ cô,
cô chỉ cảm thấy áy náy chút rồi thôi. Khanh vẫn thích làm theo ý mình, giải tỏa những cảm xúc đã tích tụ sâu trong lòng. Nhưng Na là đứa em Khanh yêu quý nhất, một đứa trẻ thuần khiết mà Khanh không nỡ làm tổn thương. Dường như ở trong Na, Khanh nhìn thấy hình dáng mà mình muốn trở thành, được yêu thương, được che chở, không phải gồng lên với những ác nghiệt ngoài kia. Vậy mà Khanh chẳng thể bảo vệ nổi em. Cũng do chính Khanh đã lôi em vào thảm cảnh này, chỉ vì thói ngang ngược hống hách của mình, đã chọc giận một oan hồn giận dữ. Khanh là một học sinh cá biệt, đúng. Khanh còn là một đứa hay đi bắt nạt người khác, đúng. Và giờ Khanh phải trả giá. Đau đớn hơn cả là cái chết. Khanh thấy vô cùng hối hận. Khanh muốn thay đổi, trở thành người tốt hơn. Khanh đã báo tin cho cô Huệ và điều bất trắc thực sự đã xảy ra với người Khanh yêu quý. Chiếc bùa báo không sai, chỉ là không thể cứu vãn. Cái chết lần này chính là cơn cuồng sát của linh hồn nữ sinh kia. Khi biết Khanh có được lá bùa bình an của cô Huệ khiến nó không thể động tới, nó đã dồn sự thù hận lên người Na, một cô bé vô tội. Na đã quá xui xẻo khi tìm tới ngôi trường bị nguyền rủa đó. Ngoài sự đau lòng đến tê dại, trong Khanh còn bùng lên cơn hận thù chua xót tới xương tủy. Cô hối hận vì đã có ý định bỏ trốn khỏi nơi đây. Hóa ra bỏ trốn không giải quyết vấn đề mà chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Thế nhưng quả thật bế tắc khi không có một manh mối nào cả. Sau đám tang của Na, tâm trạng Khanh ủ dột, cơ thể nặng nề. Vừa về tới nhà, cô ngủ thiếp đi trên giường. Khanh mơ thấy Na đang chạy phía trước trên một con đường tăm tối như đường hầm. Chỉ có chút ánh sáng le lói phía cuối đường, bóng dáng bé nhỏ ngày càng mờ và xa đi. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng không thể đuổi kịp Na nữa. Cảm giác đau lòng như cắt lại dâng lên. Khanh cảm thấy người nặng trĩu, chân không sao nhấc nổi nữa. Tiếng chuông đồng từ đâu vọng tới, kêu lanh canh khắp con đường. Âm vang trong tai Khanh nhức nhối. Hai tiếng một, hai tiếng một. Thế rồi đột nhiên, có những bàn tay từ phía sau lưng chạm vào Khanh. Nắm chặt vai cô giật mình quay lại phía sau. Đứng sau lưng Khanh là ba người con gái trông còn khá trẻ, có mái tóc tết đuôi sam, mặc những bộ quần áo, vải hoa, vải xanh đã có phần sần rách và cáu bẩn hết cả. Họ đứng cạnh nhau, tay nắm tay, gương mặt có phần nhợt nhạt, trắng bệch. Khanh sợ hãi lùi lại. Quay lại đi, cô gái. Một người cất tiếng. Các người là ai? Khanh lắp bắp. Chúng tôi đã cảnh báo mà em không nghe. Thật là dại dột. Cô gái đứng bên trái nói tiếp. Khanh trông những người này quen quen, dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ba cô gái đó tiến dần lại phía Khanh. Cô sợ hãi muốn bỏ chạy về hướng ánh sáng. Họ nắm chặt tay cô, miệng nói. Đừng sợ, chúng tôi không làm gì đâu. Để chúng tôi cho em biết chúng tôi là ai. Thế rồi cô gái đứng giữa, có mái tóc tết hai bên, chạm tay vào trán Khanh. Một động tác thật nhanh khiến cô không thể né tránh. Khanh cảm thấy như mình bị hút xuống dưới một hố đen hun hút. Khanh chợt thấy mình đang chạy giữa rừng đêm. Xung quanh cây cối bạc ngàn, tùm. Phía trước Khanh là những bóng người nhấp nhô, bé nhỏ, mặc những chiếc áo cũ sờn, khuất trong bóng tối trập trùng và ánh trăng. Trên vai họ đều đeo những chiếc gùi lớn, chở các bao tải đi phăm phăm xuyên rừng. Cô không thể tự do điều khiển cơ thể mình nữa. Cứ như Khanh chỉ đang xem một bộ phim đã được quay từ trước. Nhanh lên nào, sắp vào được trục đường chính rồi. Xuống dưới đồi kia sẽ gặp được một tiểu đội. Một người đàn ông trung niên khắc khổ đi phía đầu đoàn quay lại nói, khoát tay giục mọi người nhanh lên. Đi được thêm một đoạn nữa, chợt trên bầu trời phát ra tiếng động ầm ầm như những chiếc quạt lớn đang thổi hết công suất. Chết rồi, máy bay địch. Một người trong đoàn kêu lên, tất cả hoảng hốt khiến Khanh cũng bị cuốn vào hoạt cảnh trong mơ. Tìm chỗ ẩn nấp, chỗ bụi cây rậm rạp càng tốt, mau. Đoàn người trở nên tán loạn, tản ra các hướng. Khanh đi theo ngay những người phía trên, có ba người đang dắt tay nhau chạy xuống bên tay phải, nơi sườn đồi thoai thoải, tính nấp sau những bụi cây lớn. Trong đêm tối, có lẽ sẽ khó để địch phát hiện hơn, nhưng cẩn thận vẫn hơn hết cả. Khanh ngồi xuống cạnh ba người, chợt nhận ra họ đều là những cô gái trẻ, độ tuổi chỉ tầm đôi mươi. Ba cô gái đều tết tóc đuôi sam, đội chiếc mũ tai bèo màu xanh lá cây, trên lưng đeo gùi tải, nép sát vào nhau.
ánh mắt họ nhìn lên trên bầu trời đầy vẻ lo lắng. Nhưng ánh mắt sáng như sao khiến Khanh vô cùng ấn tượng. Gương mặt họ có những vết lem luốc bùn đất, nước da ngăm đen. Đó chính là ba cô gái Khanh vừa nhìn thấy nhưng trông có vẻ đời thường hơn. Đây là khung cảnh thời chiến ư? Cụ thể đây là vào thời kỳ nào vậy? Rồi đột nhiên, những tiếng nổ lớn vang lên ngay phía trước mặt. Đất cát xới tung lên mù mịt. Chúng dội bom phá đường mòn! Một cô gái trong ba người thét lên. Tiếng bom nổ đã rất gần. Dì Thắm! Dì Thắm! Cô gái ngồi giữa vội đứng bật lên, chạy ra đằng trước. Có vẻ như trái bom vừa rồi đã dội trúng chỗ ẩn nấp của một số người trong đoàn vận chuyển. Đào! Nguy hiểm lắm! Hai cô gái còn lại gào lên. Thế rồi một vật thể khá lớn, đen thui, rơi từ bầu trời xuống, ngay trên đầu những cô gái. Không! Khanh gào lên bất giác theo phản xạ. Một tiếng nổ lớn vang lên in tai kèm theo ánh chớp chói lòa, cát bụi tung mù mịt, khói tỏa khắp nơi. Ngay sau đó, những tiếng nổ lớn vẫn vang lên khắp vùng đồi vốn dĩ tĩnh mịch. Khanh đảo mắt ra xung quanh, thấy ở ngay phía chân đồi gần nơi ba cô gái kia vừa đứng, có bóng người nằm. Khanh vội vã lao xuống xem, cảnh tượng đập vào mắt Khanh bi thảm không sao kể xiết. Máu vương vãi khắp nơi, đẫm trên những tán lá cây rộng xung quanh. Nằm rải rác la liệt là hai thi thể người, chính là hai cô gái trẻ xấu số Khanh vừa đứng cạnh. Thân xác họ không còn nguyên vẹn, tay chân đã rụng rời cả ra, nát bấy. Gương mặt xinh đẹp không còn, chỉ còn mái tóc buông cháy đen xõa sụi. Đâu đó xung quanh còn có những mảnh thịt tách rời, những mảng bầy nhầy như dịch não với máu nhoe nhoét. Khanh lợm giọng muốn nôn ra. Họ đã dính phải trái bom oan nghiệt rồi bỏ mạng, văng xuống dưới đây. Còn cô gái thứ ba tên Đào có lẽ đã tan xương nát thịt khi vô tình chạy ra ngay dưới trái bom. Những tiếng nổ ồn ả xa dần về phía trước, chỉ còn lại mùi khói khét tan tóc và mùi máu tanh nồng vương ở khu đồi. Trong lòng Khanh quặn thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng chua xót ấy. Tiếng bom đã dứt, có tiếng lá cây lạo xạo từ đằng xa. Một lát sau, một tiểu đội các anh bộ đội mặc áo xanh, lưng đeo ba lô, mũ cối, cắm đầy những cành cây xuất hiện. Họ vội vã lục tìm quanh các lùm cây, nơi ngã nghiêng các dấu vết cháy xém của đợt bom vừa rồi. Rất nhiều cây cối đã đổ xuống, chỉ còn trơ trọi các trạng đất. Mau tìm đi, xem còn ai không. Chúng đánh bom bất ngờ nhằm chặn đoàn quân lương chi viện, phá đường mòn. Báo cáo tiểu đội trưởng, không còn một ai, chúng ta không cứu kịp họ. Có tiếng chuông ngày một lớn vang vọng ra từ phía sau lưng Khanh. Thế nhưng có vẻ như không một chú bộ đội nào để ý. Họ vẫn đang cắm cụi tìm xác người, khuôn mặt khắc khổ và đầy đau đớn. Khanh quay lưng lại phía sau, thấy một luồng khí lạnh đang phả vào khuôn mặt. Ba cô gái kia lại xuất hiện, cảnh vật xung quanh nhòe đi rồi chìm vào bóng tối. Khanh nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường nhưng cơ thể chẳng tài nào cử động nổi. Ở ngay sát bên giường cô có ba bóng đen đứng lù lù, đầu cúi xuống nhìn Khanh chằm chằm. Khanh cảm thấy sợ hãi nhưng không thể tỉnh dậy. Xin lỗi cô bé, giờ mới ra mặt. Cô gái trẻ đó nói, giọng âm vang như dội lại từ chốn xa xăm nào. Em vừa nhìn thấy quá khứ của chúng tôi. Chúng tôi đã nằm lại nơi đó rất lâu rồi. Hơn 30 năm, không ai tìm thấy chúng tôi cả. Vì chúng tôi nằm ở xa đồng hương, họ chôn chúng tôi ở dưới chân đồi rồi không tìm được nữa. Một cô gái khác cất tiếng. Các chị muốn gì? Khanh lẩm bẩm trong đầu. Tránh xa tôi ra. Chúng tôi từng là những sinh viên sư phạm, lên đường đi thanh niên xung phong, tiếp trợ lương thực cho chiến trường miền Nam. Giờ nằm lại đây, điều mong mỏi chỉ là được tìm thấy, về với gia đình. Chúng tôi rất yêu thương các em học sinh, vui mừng vì ở đây đã có một ngôi trường xây nên. Chúng tôi đã giúp em thoát khỏi nguy hiểm mấy lần đó. Khanh nhớ người con gái tên Đào đang cất tiếng nói, đứng ở giữa ba người. 4 lần ấy, nếu chúng tôi không can thiệp thì em đã bị con ma đó ám hại rồi, giống như cậu bé kia. Chỉ đáng tiếc cho cậu bé xấu số ấy, ra đi khi ở quá xa, chúng tôi không thể làm gì. Cô gái còn lại lên tiếng. Cô ta
là một linh hồn giận dữ, rất khó xoa dịu. Em phải làm gì? Khanh cảm thấy những cô gái này không có ý xấu, bèn đáp lại trong đầu. Giờ khả năng của chúng tôi bị hạn chế vì xương cốt ngày một tan rã. Người nhớ tới cũng không còn nhiều. Chúng tôi sắp phải rời khỏi cõi này rồi. Vì phần linh hồn quá yếu đuối nên chúng tôi không thể ngăn cản vong hồn giận dữ kia. Chỉ có thể cố gắng hết sức trong khả năng. Cô ta đã trải qua nỗi oan khuất lớn và phải nằm lại nơi đó. Hãy tìm cô ta và đưa cô ta về, phong ấn oán niệm đó lại. Chúng tôi không thể nói ra nơi cô ta nằm lại. Vì ở bên cạnh em, con người không muốn chúng tôi cứu em. Họ có vẻ ngập ngừng. Chỗ cô ta nằm ẩn trong lời bài hát cô ta hát. Hãy nhanh lên. Giọng nói ngày một xa dần, Khanh choàng tỉnh dậy. Thấy chân tay nặng trĩu, lưng ướt đẫm mồ hôi. Ở bên cửa sổ, chiếc chuông đồng vẫn đang khẽ rung rinh. Dù trời đang lặng gió, con người khuất mặt đã tìm tới Khanh thật, thông qua giấc mơ. Hóa ra, ngọn đồi Lô Cốt ở phía sau trường Khanh từng là một tuyến đường mòn thời chiến tranh. Bảo sao nó có cái tên đặc biệt như vậy. Ở đó đã có những con người yêu nước, hy sinh cả tuổi thanh xuân để tham gia góp sức cho cuộc chiến, bảo vệ đất nước. Họ đã nằm lại nơi đây, giờ chỉ mong muốn được trở về. Khanh thấy cảm động trước tấm lòng vĩ đại của những con người ấy. Nhìn lại mình, Khanh có chút hổ thẹn. Khanh chỉ biết làm những gì mình cảm thấy vui vẻ, không bận tâm tới cảm nhận của ai. Khanh rướng người đóng chiếc cửa sổ vào, tựa lưng vào tường, ngồi ngẫm nghĩ. Chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao Khanh lại ghi nhớ từng chi tiết đến thế? Họ nói họ từng giúp đỡ Khanh. Khanh ngồi bó gối, nhận ra những điều kỳ lạ Khanh đã từng bỏ qua. Bảo sao cô thấy họ có nét gì quen thuộc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy họ có lẽ là ở ngã rẽ ngoài trường. Ba cô gái có gương mặt khó chịu. Thực tế không phải nhìn Khanh, mà là nhìn oan hồn đang theo cô về nhà trên chiếc xe đạp. Có khi, chính họ đã bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm chứ không phải do Khanh tự có thể làm được. Họ đã biết khu nhà thể chất đó có điều không ổn, nên đã ném đá vào để cảnh báo Khanh, dọa Khanh phải chạy đi. Ở khoảng cách như vậy, không có người nào có thể làm nổi, trừ phi... Khi Khanh bị linh hồn tà ác kia dẫn tới trường, ở giây phút sinh tử, sắp nhảy xuống dưới lan can, có ba bóng người đã níu Khanh lại, cũng chính là họ. Lần chạm trán vong ma, rơi vào ảo cảnh. Có khi nào cũng là họ đã giúp cô thoát ra khỏi đó không? Hóa ra từ trước tới giờ, không phải do Khanh có gì may mắn mà là do cô được bảo hộ bởi ba linh hồn thiêng liêng. Có điều, những gì họ nhắn nhủ lại có phần kỳ lạ. Họ có ý ám chỉ nơi Hương đang nằm lại chính là ở trong trường. Manh mối lại ẩn ý sau bài hát cô ta hát. Rồi kẻ nào ở bên cạnh không muốn Khanh được cứu chứ? Vì đã quá mệt mỏi, tâm trí không minh mẫn sau cái chết của Na, nên Khanh không suy nghĩ thêm gì được nữa. Cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ và sẽ gặp cô Huệ cùng hội thằng Dũng để bàn bạc sau. Sáng ngày hôm sau, Khanh hẹn cô Huệ xin tới nhà cô và đi cùng thằng Dũng. Thằng Việt mấy hôm nay ốm nên vắng mặt. Cô Huệ dùng bài Tây xem để dự đoán một chút về những sự kiện xảy ra năm xưa. Khanh và Dũng ngồi yên lặng trên phản. Trong mặt thằng Dũng có vẻ khá chịu đựng. Nó liên tục cúi đầu, trán nhăn lại. Cũng đúng thôi, người như nó và Khanh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Chút ngạo nghễ, chút bất cần hay sự hồ nghi từ trước đến giờ cũng tan biến, chẳng còn lại gì. Cô Huệ bảo Khanh đặt tay lên bộ bài, đầu nghĩ tới những gì mình thắc mắc. Cô làm theo. Cô Huệ đốt lên một nắm lá thơm nhỏ, hờ quanh bộ bài và bàn tay Khanh, rồi bảo Khanh tráo 9 lần rồi rút ra 5 lá bất kỳ. Sau khi rút xong, cô Huệ lật bài lên, khẽ nghiêng đầu xem xét. Đoạn, cô cất tiếng nói. Năm đó, có lá 8 bích này. Sự việc kinh hoàng đã xảy ra với cô bé ấy. Lá 8 bích thể hiện cho những áp lực tinh thần diễn ra xung quanh. Như vậy, loại trừ khả năng cô bé gặp bất trắc ở bên ngoài. Những linh hồn của các cô gái kia cũng nói rằng Hương đã nằm lại ở đây. Như vậy càng củng cố thêm giả thuyết là Hương đã mất ở trong trường. Người trực tiếp tác động đến cái chết của cô bé là một người nam, một lá bồi. Chà,
sự việc này có nhiều người can thiệp vào quá. Thật đáng ngờ. Sau đó, có hai người biết chuyện, một lá đầm và một lá già, chứng tỏ là một nam và một nữ. Họ đã chọn cách che giấu nó, lá bảy bích. Nếu có thể che giấu được thì cũng phải là người có nhiều quyền hành. Kẻ chủ mưu này là con già này. Người giúp đỡ duy nhất của cô bé năm đó là lá hai cơ này, một người cô bé yêu quý. Mong muốn của cô ấy hiện giờ là một lá ách cơ. Cái này thì cô chưa hiểu rõ lắm. Có thể cô bé đó mong muốn có sự trao đổi. Thế lực quá áp đảo nên cô nữ sinh tội nghiệp đã ra đi trong uất ức. Chúng ta có thêm một số thông tin cần thiết rồi. Một ngôi trường như vậy thì lấy đâu ra chỗ giấu xác người chứ? Thật vô lý, cô ta bị giết xong đem đi đâu? Đừng bảo là chúng ta phải xới tung ngọn đồi ở phía sau lên nhé. Dũng đập tay lên đùi, thở dài mệt mỏi. Những linh hồn đó bảo với tao là manh mối ẩn trong lời bài hát cô ta hay hát. Khanh nói. Bài nào cơ? Dũng hỏi. Khanh lấy từ trong ba lô ra bản chép nhạc cũ ở trong tủ đồ của Hương mà cô vô tình tìm được. Tuổi đời mênh mông. Bài hát này đã xuất hiện trên đài trong tiết học của cô Trang. Tao cũng không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Lần tao bắt gặp phong hồn của cô ta trên trường cũng là lúc cô ta hát bài hát này. Liệu có gì bí ẩn sau lời bài hát nhỉ? Những linh hồn các cô gái thanh niên xung phong cũng nhắn nhủ rằng câu trả lời nằm ở trong đó. Tao cũng không hiểu vì sao họ không nói thẳng ra địa điểm. Cả ba người chăm chú nhìn vào bản nhạc đã có phần ố vàng. Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me. Em cùng lá tung tăng như loài chim đến và đã hót giữa phố nhà. Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng, tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia. Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng, thơm ngát từ đất đai quê nhà có tình yêu. Cô ta cứ hát đi hát lại một số câu hát thôi. Cháu nhớ mang máng là những câu này. Khanh khẽ xoa mớ tóc mái trước trán, chỉ vào một số câu. Giọng hát trầm đục như những lời thì thầm ấy vẫn còn lưu lại trong tâm khảm của Khanh vì quá rợn người. Như là những bông hoa trong thành phố này, tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây. Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói, như sóng đùa biển khơi. Một bài hát bình thường trong trường học, nhưng nếu là cách mượn lời để tâm tình của một người đã chết thì sao nhỉ? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau cả ba người. Khanh quay lại, phát hiện ra nữ sinh với mái tóc bù xù, con gái của cô Huệ, đang đứng ngay phía sau. An, sao con lại ra đây làm gì? Mẹ cấm con không được lên đây cơ mà. Cô Huệ thấy con gái bước vào điện, bèn lên tiếng gay gắt. Nếu không nghe lời thì thầm của những bóng ma thì sao mày hiểu được? Con phải giúp thôi. Cô bé nở nụ cười tinh quái trên gương mặt. Cô cứ để em ý giúp xem. Dũng lên tiếng. Cô Huệ có vẻ tức giận nhưng đành để An bước tới bên cạnh Dũng và Khanh. Cô bé lấy tay chỉ vào một câu trong lời hát. Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng. Nếu con nhớ không nhầm thì chị ấy tên Quỳnh Hương nhỉ? Phạm Quỳnh Hương. An cất tiếng nói. Khanh ngớ người ra. Trước giờ cô chỉ biết oan hồn ma nữ ấy tên là Hương, cũng chưa thực sự tìm hiểu về thân thế cũng như con người của nữ sinh đó trước khi chết. Hóa ra tên của cô ta lại nằm ngay ở trong bài hát. Trong trải bài mẹ xem vừa nãy, có nói rằng một người nam trẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của chị ấy. Quỳnh Hương thơm ngát từ đất đai quê nhà. Điều này ám chỉ chị ấy đã mất. Người về với đất nhưng lại là đất quê nhà, tức là một nơi rất gần mà thôi. Trước đó còn có một cái tên nữa, Hoa Lan. Lan. Khả năng cũng có liên quan tới người nam trẻ này. Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia cũng ám chỉ chị ấy đã phải từ bỏ mạng sống và bị chôn vùi ngay tại ngôi trường đó. Ê, nhưng mà hơi vô lý. Tại sao bài hát đó lại có nhiều chi tiết trùng hợp với cuộc đời của cô ta như thế? Chả nhẽ nhạc sĩ biết trước được sự việc à? Dũng nói giọng bắt bẻ. Không phải nhạc sĩ biết trước, anh không nhớ à? Hương là một cô gái rất thích hát, biết nhiều bài hát. Chị ấy chỉ chọn lựa ra bài hát có lời từ tựa như những gì mình muốn nói thôi. Không phải bài này thì sẽ là bài khác. An đốt lại. Bầu không khí lặng đi. Mọi người đều đang ngẫm nghĩ. Lời của cô bé An nói không phải không có lý. Nhưng Khanh chưa từng nghe thầy Lam nói về ai tên là Lan cả. Nhân vật bắt nạt Hương tên là Ngọc. Mọi thứ thật rối rắm.
Vậy là Hương đã lang thang vô định trong ngôi trường đó suốt 7 năm nay, hát bài hát về số phận của mình nhưng chẳng một ai hiểu. Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng ai nghĩ lời của một bài hát trong sáng như vậy lại có thể gửi gắm ẩn ý đầy đau thương phía sau. Cũng tại bởi bài hát này quá thân thuộc với tuổi học trò, nên nhiều tình tiết có thể trùng hợp với một nữ sinh trung học hồn nhiên như Hương. Lằng nhằng quá đi! Dũng trở nên cáu gắt và mất kiên nhẫn. Thế rốt cuộc, điều duy nhất chúng ta đang cần tìm kiếm nãy giờ, địa điểm giấu xác của cô ta ở đâu vậy? An nheo mắt, vẫn giữ vẻ bí ẩn và có phần hơi mơ màng. Thế anh nghĩ, trong lời bài hát này, thứ gì khó có thể xuất hiện nhất ở trường học vậy? Dũng giật phắt lấy tờ chép nhạc trên tay Khanh, khiến cô giật mình lo nó bị rách. Dũng nhìn đi nhìn lại những câu hát mà Khanh đã chỉ điểm ở ban đầu. Cậu cau mày, suy nghĩ rất nghiêm túc. Chẳng nhẽ là sóng đùa biển khơi? Sóng đùa biển khơi? Khanh buộc miệng hỏi lại. Ừ nhỉ, vùng này làm gì có bãi biển nào đâu, toàn là núi đồi mà. Ở phía sau lưng, An khẽ nở một nụ cười thoáng qua như khói. Thế nhưng câu này có ý nghĩa gì chứ? Thằng Dũng thảy lại tờ chép nhạc cho Khanh, câu mày lại. Đúng rồi, điểm kỳ lạ đó. Em thấy luôn mà, một bài hát viết về trường học, nói về nữ sinh, đâu thiếu gì bài. Thế mà chị ấy lại chọn bài hát này, có sóng biển ở đây. An lên tiếng. Ý em là địa điểm giấu xác có liên quan tới câu hát này? Khanh hỏi lại. Đúng thế, chỉ là suy đoán của em thôi. Anh chị nghĩ xem, ở trong trường của mình, nơi nào gần với hình ảnh của sóng biển nhất? Anh chả thấy có liên quan gì. Sóng ư? Biển? Hay là nơi nào có muối mặn à? Trường còn chả có căng tin cơ. Dũng đáp. Khanh đi đi lại lại suy ngẫm. Cô Huệ đứng đó nãy giờ quan sát, không nói gì. Có vẻ như vẫn không hài lòng việc An tham gia vào việc này. Biển? Nước? Chẳng nhẽ là nơi nào có nhiều nước? Khanh quay lại nhìn An. Cô bé chỉ khẽ nhướng mày không nói gì. Ý nói Khanh cứ tiếp tục đi theo hướng suy nghĩ đó. Nhà vệ sinh ư? Chẳng nhẽ lại giấu xác ở nhà vệ sinh? Làm gì có chỗ nào để giấu? Khanh nói, tự cảm thấy thật vô lý. Đúng là nhà vệ sinh trường mình hiện giờ khá nhỏ hẹp, chẳng có chỗ nào có thể giấu. Nhưng có một khu nhà vệ sinh rộng hơn và vô cùng trùng hợp là nó đã bị bỏ hoang mấy năm gần đây. Nhà vệ sinh ở khu nhà thể chất ư? Khanh nói, cảm thấy ngờ ngợ ra điều gì đó. Quả thực lần trước, khi cô ngồi ở khu vực đó, đã nhìn thấy ảo giác đáng sợ trong phòng vệ sinh nữ. Trên thực tế, căn phòng đó đã bị khóa chặt lại. Vô lý, vô lý! Dũng chen ngang vào. Không thể có chuyện đó được. Khu nhà thể chất đó đã xây từ lâu rồi, cùng với đợt tu sửa trường cách đây 20 năm. Làm gì có chuyện trong một ngày có kẻ nào đó ám hại cô ấy, giấu hay chôn xác ở nhà vệ sinh rồi để nguyên đó không ai phát hiện ra được. Kể cả việc đào lên rồi lấp cũng đã mất nhiều thời gian và để lại dấu vết rồi. Anh thì đoán là ở khu vực nào quanh đó thôi, chẳng hạn khu vực sau đồi. Đúng là thế, nhưng em đâu có nói là chôn ở ngay trên sàn nhà vệ sinh đâu. Có một nơi khi chạm vào thì gợn sóng như biển, lại khá nhiều nước đó. Là cái gì? Khanh vỗ tay đánh chát vào nhau, hình ảnh của phòng vệ sinh nữ lần trước Khanh vô tình bước vào lại hiện ra. Có phải là cái bể nước lớn trong phòng đó không? An cười tươi, khẽ gật gật đầu. Thế lại càng vô lý. Ở cái bể đó thì chẳng nhẽ học sinh mắt mù mới không nhìn ra có người nằm ở đó. Em nghĩ nên kiểm chứng thử xem, biết đâu. Giờ khu vực đó đang quay rào, chuẩn bị phá bỏ rồi, sao vào đó được nữa. Nếu không có vụ tai nạn gần đây, thì đã phá xong rồi. Dũng buộc miệng rồi khi chợt nhận ra câu mình vừa nói có chút tế nhị. Cậu đảo mắt nhìn Khanh và im bặt. Không phải là không có cách, nhưng cách này cô cũng hơi lo ngại. Thôi An, hết việc của con rồi đấy, về phòng ngay. Cô Huệ quay sang nhìn An, quắc mắt. Con bé quay lưng bỏ đi một cách miễn cưỡng, mặt yểu xìu xuống. Khi cô bé vừa đi mất, cô Huệ lầm bầm trong miệng như một cách giải thích cho Dũng và Khanh thái độ khó hiểu của mình vừa rồi. Cô không muốn nó tiếp xúc với những thứ tâm linh này sớm quá. Cô chỉ mong nó sống được như người bình thường thì tốt. Nhưng nó không nghe. Quả thực, Khanh cũng thấy cô bé con gái cô Huệ có chút kỳ lạ. Chắc cô bé cũng có khả năng gì đó đặc biệt. Khanh quay sang hỏi cô Huệ xem có cách nào để thử nghiệm giả thuyết của An không. Thật ra thì việc này cũng không hay lắm.
Nhưng mấy hôm tới, hiệu trưởng của trường có lời mời cô tới làm một buổi lễ cầu an và động thổ cho trường. Nếu là hôm đó thì sẽ có thể bí mật vào đó kiểm tra. Thế nhưng rất nguy hiểm nếu như có người phát hiện ra có hai đứa lùng sục ở khu vực ấy. Bọn cháu chẳng sợ đâu, còn thằng Việt nữa, có gì chúng cháu sẽ tự lo và chịu trách nhiệm. Phải nhanh lên trước khi tòa nhà đó bị phá. Rất có thể kẻ chủ mưu phía sau sẽ tìm cách phi tang mọi thứ khi xây lại tòa nhà. Dũng quả quyết. Cô Huệ thở dài rồi cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng nếu phát hiện ra gì bất thường, phải đợi cô tới đã rồi mới được quyết định làm gì nha. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Chỗ trong tập ngày hôm nay đọc tới cái đoạn mà ba cô gái, ba hồn ma kia hiện ra. Ban đầu Bắp nghĩ là ba hồn ma đã bị con ma nữ kia hại chết ở trong trường, nhưng mà không phải, lại là ba hồn ma của ba người phụ nữ, ba người con gái đã giúp đỡ cho Khanh từ đầu cho tới bây giờ, mà không chỉ một hai lần mà là tới tận 4 lần luôn. Khi mà Khanh ngồi xuống và suy nghĩ là đã giúp mình 4 lần là 4 lần nào thì Bắp nổi hết da gà luôn nha các bạn. Tại vì có một lần là Bắp không có nghĩ tới là có người đang giúp đỡ, thì cái lần thấy rõ nhất là cái lần mà chụp Khanh trước khi Khanh bị rớt xuống dưới tầng 3 của cái tòa nhà ở trường. Thì lần đó là lần thấy rõ nhất, với cái phần mà chọi đá ở ngay cái chỗ khu vực mà Khanh hút thuốc. Với một lần gần đây nữa, nhưng mà cái lần mà Bắp nổi da gà là cái lần mà Khanh đạp xe chở ma đi về nhà đó. Là chở cái oan hồn oán giận giận dữ đó đi về. Đi ngang qua ba người con gái, mà ba người con gái tự nhiên nhắc lại vẫn không nổi da gà nha. Đi ngang qua ba người con gái rồi ba người con gái đó quay ra nhìn Khanh với một vẻ mặt rất là khó chịu. Thì khi đó Khanh vừa mới tới quê ở, mà nhìn thấy có người nhìn mình thì quay qua nhìn ba người kia cũng kêu ổ ba người gì mà kỳ lạ nhìn mình với cái vẻ mặt khó chịu như vậy. Ai dè đâu bây giờ nhớ lại thì mới sững người ra là ba người đó đâu phải là người, mà là ba hồn ma muốn giúp đỡ cho Khanh. Là nhìn thấy khó chịu, là nhìn thấy cái người ngồi sau yên xe của Khanh mới khó chịu, không phải là người mà là ma đó. Và Khanh cứ nghĩ là mình khấn như vậy là cái hồn ma ngồi sau yên hả, không ngồi nữa. Đâu có ngờ là do ba hồn ma kia giúp, chứ đâu phải là Khanh may mắn hay là Khanh có khả năng gì đó đâu. Trời ơi, ba hồn ma gánh còng lưng giúp tới tận 4 lần luôn, mà bây giờ họ nói là họ suy yếu lắm rồi, linh hồn của họ kiểu như là càng ngày càng yếu khi mà thể xác đang dần tan biến á. Thành ra là rất khó là sau này có thể giúp được cho Khanh nữa. Bây giờ thì Khanh phải tự lực cánh sinh thôi. Mà thấy ba hồn ma đó cũng dễ thương quá ha, kiểu như là rất là yêu mến học sinh và giúp đỡ cho những người học sinh trong trường. Vụ việc của Hằng Lân là bởi vì họ đi cắm trại quá xa trường đi, thành ra là hồn ma của ba cô gái kia không có đi theo được để mà giúp đỡ, chứ không thì Lân có lẽ đã không chết bảo mạng như vậy. Trong tập ngày hôm nay thì ban đầu Bốc không nghĩ là Na chết, chỉ nghĩ là Na được đưa vào bệnh viện và được cứu, nhưng mà cuối cùng thì Na đã không qua khỏi và đã bị mất mạng. Nhưng mà trong cái tình tiết Na mất mạng này thì nó lại khiến là giống như là một cái cú sốc tâm lý đối với Khanh, và nó sẽ là một cái bước ngoặt thay đổi cuộc đời của Khanh. Nếu như mà Na, Bốc nghĩ là nếu như mà Na không có bị bỏ mạng á, thì có lẽ như Khanh vẫn chưa có nhận ra tất cả những cái lỗi lầm và cũng như là có những cái thay đổi trong tư tưởng của bản thân Khanh đâu. Và chính bởi vì cái sự việc này nó trở thành một cái bước ngoặt để mà thay đổi cuộc đời của Khanh. Sau khi giải quyết xong vụ việc này thì có thể là Khanh sẽ thay đổi để sống một cuộc sống có trách nhiệm hơn và tốt hơn. Ba hồn ma kia có nói là nơi mà giấu xác của oan hồn kia là nằm trong lời bài hát. Trời ơi, là nổi lên một cái máu điều tra của mình nữa các bạn. Nhưng mà máu điều tra của Bóc có nổi lên nhưng mà cũng chẳng điều tra gì được đâu. Nghe theo lời giải thích của bé An thì quá là hợp lý luôn. Bé An có vẻ như là có tương lai lắm đây. Như vậy chắc chắn 100% là ông hiệu trưởng ông có liên quan tới vấn đề bưng bít này rồi. Và ở trong tập trước Bắp có nói là có khi nào ông hiệu trưởng là bạn trai cái người mà ngày xưa đã bảo kê cho Ngọc hay không, thì là thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa Bắp quên đề cập tới là đã từng nói là trong cái nhóm hát á, là có một người bạn thân của Ngọc rất là thích Lam. Thì Bắp nghĩ cái người bạn thân của Ngọc thích Lam á, là cô Trang. Thích thầy Lam á các bạn. Thì Bắp nghĩ là cô Trang chắc cũng trẻ chứ không có già lắm đâu nhỉ, thì cũng 7 năm trôi qua rồi. Thì Bắp nghĩ có khi nào người đó là cô Trang rồi cũng có liên quan tới cái vấn đề ngày xưa đã hãm hại chết Hương, thành ra là cô Trang đã bị oan hồn đó quay trở về báo thù hay không. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Bóng Trắng Sau Trường, Tuổi Đời Mênh Mông của tác giả Thục Linh nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.